Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị dùng cái sản phẩm CC308 này. Đầu tiên là em cũng muốn nói về cái thiết bị nghe lén. Đây là một cái thiết bị nghe lén chuyên dụng và hiện tại là có rất là nhiều khách hàng đang sử dụng cái thiết bị này. Thì thiết bị này có một cái ưu điểm là nó chỉ cần đặt một lần và không cần quay lại để lấy dữ liệu. Tất cả dữ liệu đều được, có thể được lấy từ xa bằng một chiếc SIM điện thoại như này. Chỉ cần lắp vào đây và sau khi cái thiết bị này khởi động xong thì người khác có thể hoàn toàn đặt ở trong phòng của anh chị hoặc là trong xe ô tô của anh chị. Đây là cái cách mà người khác sẽ nghe thông tin cá nhân của anh chị bằng cách là gọi vào cái số mà lắp ở trong này. Thì bây giờ em sẽ gọi vào cái số ở trong đây để xem là nó nghe như thế nào. Alo, đấy, nó sẽ nghe như thế. Thì ở đây nó rất là lớn vì là hai cái thiết bị này đặt gần nhau nên nó sẽ có hiện tượng là nhiễu sóng. Bây giờ làm thế nào để phát hiện ra cái thiết bị nghe lén này? Thì đây là cách anh chị phát hiện. Đầu tiên là anh chị cần bật thiết bị này lên. Đấy, đây nó đã rung rất là mạnh rồi. Đầu tiên là anh chị cần bật cái thiết bị này lên bằng cách là đẩy lên một nút thì nó sẽ là chuông. Đẩy nút thứ hai thì nó sẽ ở chế độ rung. Và cái vặn này thì là cái để chỉnh độ nhạy của thiết bị. Tức nghĩa là anh chị có thể phát hiện được những cái thiết bị khoảng cách tầm từ 15 mét trở lại. Nhưng mà để phát hiện chính xác vị trí của nó ở đâu thì anh chị phải mở nhỏ xuống. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị thấy là đấy. Đấy, càng gần thiết bị nghe lén thì cái này phát hiện càng mạnh hơn. Đấy, cứ đến gần thiết bị nghe lén thì nó sẽ rung to như này. Và rung, nó đang rung đấy. Để xa thì nó không còn tín hiệu gì nữa. Đấy, cứ để gần. Đấy là cách anh chị phát hiện ra thiết bị nghe lén. Còn bây giờ để phát hiện ra thiết bị quay lén thì anh chị chỉ cần ấn vào cái nút laser này thì sáu cái đèn hồng ngoại đằng sau này nó sẽ sáng, và khi mà anh chị cho mắt mình vào đây, anh chị có thể cho mắt mình vào đây và quét như này thì khi gặp một cái thiết bị quay lén thì nó sẽ hiển thị một chấm sáng ở trên cái màn hình này. Nó sử dụng cũng rất là đơn giản thôi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Anh chị có thể ấn subscribe Công nghệ Vui để theo dõi những cái video tiếp theo của Công nghệ Vui.